Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 21 tháng 6 kênh Bóng Đá Và Đời Sống. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi về những kết quả của các trận đấu tại vòng 24 V-League 2023-2024. Với những kết quả hiện tại, cuộc đua vô địch ở V-League năm nay đang rất nóng và chúng ta cùng theo dõi xem kịch bản nào để Nam Định có thể vô địch được V-League. Tất cả sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Thắng đậm Hải Phòng, Công an Hà Nội trụ hạng sớm hai vòng đấu. Đối đầu với một Hải Phòng đang có phong độ ổn định, nhưng câu lạc bộ Công an Hà Nội lại nhập cuộc khá tốt dù vừa trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Ngay từ phút thứ 3, Giovane đã khiến lưới của đội khách rung lên. Đáng tiếc trọng tài đã bắt lỗi việt vị với anh. Sau tình huống này, cao thủ của đội chủ nhà kiểm soát thế trận rất tốt và liên tục tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm về khung thành của Đình Triệu. Phải đến phút 34, Công an Hà Nội mới có được bàn thắng mở tỷ số. Từ cú đánh đầu của Giovane, Tấn Tài cũng dứt điểm bằng đầu nhưng Đình Triệu đã cản phá thành công. Bóng bật đến đúng vị trí của Jefferson Elias, cầu thủ mang áo số 9 đã bồi cận thành tung lưới đối thủ. Tuy vậy, niềm vui của đội chủ nhà chưa được bao lâu thì Hải Phòng có bàn thắng gỡ hòa. Cụ thể ở phút 42, Tấn Tài để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài cho Hải Phòng được hưởng khoảng 11m. Mbappe tung ra cú sút rất hiểm và góc cao, khiến Nguyễn Philip bó tay. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng được ghi ở trong hiệp đấu đầu tiên. Hiệp 2 là quãng thời gian thăng hoa của đội chủ nhà. Phút 61, cú sút phạt của Thành Long khiến Mbappe phản lưới nhà. 6 phút sau đó, Tấn Tài lấy được bóng, anh truyền cho Quang Hải, cầu thủ mang áo số 19 bật tường với Giovane để thoát xuống vòng cấm, rồi dứt điểm ở góc xa nâng tỷ số lên 3-1 cho Công an Hà Nội. Ba bàn thắng có được giúp các học trò của huấn luyện viên Mano Polking vô cùng hứng phấn. Phút 73, Thành Long tung cú sút xa bằng chân trái rất căng, khiến thủ môn Đình Triệu bất lực dù đã chạm được tay vào bóng. Đến phút 84, Quang Hải tận dụng pha bóng hời hợt của hai hậu vệ Hải Phòng để bứt lên lấy bóng rồi bình tĩnh căng ngang cho Jefferson Elias. Tiền đạo mang áo số 9 chỉ việc đệ bóng vào lưới trống, ấn định tỷ số 5-1 cho đội chủ nhà. Với trận thắng này, Công an Hà Nội vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 34 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Mano Polking chính thức trụ hạng sớm hai vòng đấu. Trong khi đó, dù trắng tay nhưng Hải Phòng vẫn đứng ở vị trí thứ 4 với 35 điểm. Tôi nghĩ trận đấu này trận đấu hay. Hai đội đều chơi cởi mở vì cũng không có cái áp lực về đá bởi đại ót. Thành ra thì hai đội cũng chơi, tôi nghĩ muốn cầu thủ của tôi năm nay, hôm nay thì chơi cống hiến, không cần phải tính toán quá nhiều. Thế thì tôi nghĩ rằng đội bóng Hà Nội đã tận dụng được rất nhiều cơ hội. Chúng tôi khi thua bàn thứ hai, bàn thứ ba thì chắc chắn là sẽ bị vỡ trận. Vì đối với tôi thì đẩy lên để chơi tiếp, chứ cũng không muốn dừng lại. Thành ra thì khi Hà Nội phản công những cái tình huống đấy thì tôi nghĩ là trận đấu rất là hay. Mà Hà Nội hôm nay chơi rất tốt. Chiến thắng này có giúp ông giải tỏa áp lực sau hai trận thất bại liên tiếp không ạ? Chắc chắn rồi. Chiến thắng này sẽ giúp toàn đội giải tỏa bớt áp lực và chúng tôi cũng đã chơi một cái chơi bóng đá mà với cái cách chơi của chúng tôi mà chúng tôi đã tin tưởng và chúng tôi hoàn toàn đặt lòng tin vào, hoàn toàn tin tưởng vào cái cách chơi của chúng tôi. Sau hai trận đấu không thành công thì chúng tôi vẫn cứ chơi cái cách theo cái hướng cái cách chơi của chúng tôi đã định đặt ra và chắc chắn là một trận đấu rất là tốt và giúp cho đội giải tỏa nhiều. Hà Nội FC chính thức hết cửa, Nam Định chắc suất vô địch đến 90%. Hà Nội FC bước vào trận đấu trên sân Quy Nhơn Bình Định với quyết tâm cao giành chiến thắng để tiếp tục gây áp lực lên đội đầu bảng Nam Định. Thực tế trong suốt 45 phút đầu tiên, Hà Nội FC là những người chơi hay hơn và làm chủ thế trận. Họ khiến Bình Định thất thế và rất bối rối. Phút 39, từ một sai lầm của đối thủ, Hà Nội FC bất ngờ tổ chức phản công nhanh. Văn Quyết được đồng đội đưa vào thế đối mặt với thủ môn đối phương và đội trưởng Hà Nội FC dễ dàng đệm lòng mở tỷ số. Những tưởng kết quả tốt sẽ giúp Hà Nội FC chơi thăng hoa. Tuy nhiên, 45 phút của hiệp 2 chứng kiến phong độ thảm họa của đại diện thủ đô. Mặc dù có sự trở lại của Thành Trung, nhưng họ vẫn bất lực trong việc kèm Alan. Phút 58, Alan có bóng ngay trước vòng cấm. Duy Mạnh đứng ngay trước mặt nhưng không có động thái quyết liệt. Cầu thủ người Brazil lắc nhẹ người rồi đặt lòng đầy kỹ thuật, đánh bại thủ môn Văn Hoàng. Chỉ 2 phút sau, hàng thủ Hà Nội FC lúng túng và dẫm chân nhau để bóng trôi đến vị trí của Alan. Ngoại binh này tiếp tục thực hiện pha đập nhả đẹp mắt với Minh Tuấn rồi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Sau bàn thua, Hà Nội thi đấu quyết tâm hơn, họ bình tĩnh và lấy lại thế trận. Sau khoảng hơn 10 phút dồn ép, đội khách đã có được bàn gỡ. Hai Long xoay người dứt điểm trong vòng cấm, nhưng không đánh bại được Văn Lâm. Rất may bóng đi đúng vị trí của Văn Quyết, số 10 của Hà Nội FC dễ dàng dứt điểm tung nóc lưới của đối thủ. Sự hưng phấn của Hà Nội cũng không kéo dài được lâu. Phút 84, từ đường truyền vượt tuyến, Alan bật cao đánh đầu ngược kiến tạo cho lão tướng Minh Tuấn, băng xuống tầng bóng kỹ thuật qua đầu Văn Hoàng. 2 phút sau, Alan hoàn tất ngày thi đấu chói sáng với cú sút thành bàn ở khoảng cách hơn 60m, ấn định chiến thắng 4-2 cho Bình Định. Trên sân Thiên Trường, Nam Định chật vật đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phải đến khoảng thời gian bù giờ,
đội bóng Thành Nam mới có được bàn thắng nhờ công của Rafelson. Trận đấu đáng chú ý ở cuối bảng xếp hạng giữa Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai kết thúc với phần thắng nghiêng về đội khách. Quốc Việt là người tỏa sáng với pha lập công ở phút 28. Với những kết quả nói trên, Nam Định đã tiến rất gần ngôi vô địch. Họ đang có 47 điểm, hơn Bình Định 4 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc. Ở trận đấu diễn ra vào thứ 3 tuần sau, Nam Định chỉ phải gặp đội bét bảng Khánh Hòa. Nếu chiến thắng, Văn Toàn và các đồng đội sẽ đăng quang ngay trên sân Thiên Trường. Trong khi đó, Hà Nội FC đã chính thức hết cơ hội vô địch, còn Hoàng Anh Gia Lai có thể thở phào khi thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, vị trí phải đá playoff trụ hạng. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt: chúng tôi đã rất gần trước vô địch rồi. Ở chặng nước rút này, một trận thắng đã giúp chúng tôi tiến sát đến trước vô địch. Chiến thắng này khiến tôi rất sung sướng. Toàn đội đã cố gắng từ đầu đến cuối và nhận được thành quả xứng đáng. Hôm nay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu với tinh thần rất cao và gây khó khăn rất lớn cho chúng tôi. Sự khác biệt có lẽ đến từ quyết tâm, tình đoàn kết cao của các cầu thủ Nam Định. Trước trận, họ đã họp lại với nhau và tôi biết đối thủ mong muốn chiến thắng. Thực tế ở giai đoạn lượt về, các đội đã bắt bài được chúng tôi. Các đối thủ thường chọn lối chơi phòng ngự co cụm, đội hình thấp để hạn chế tối đa sức mạnh tấn công của Nam Định. Bên cạnh đó, chúng tôi khá thiếu may mắn và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Ông Vũ Hồng Việt chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu. Người tỏa sáng của trận đấu này giúp Nam Định giành chọn 3 điểm không ai khác ngoài Rafelson. Đội bóng Thành Nam chơi bế tắc trong suốt trận đấu, phải chờ đến phút bù giờ thứ 5 trong pha lên bóng cuối cùng, sân Thiên Trường mới được mở hội nhờ cú đánh đầu đầy dũng mãnh của chân sút số 1 V-League 2023-2024. Nói về cậu học trò, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chia sẻ: Rafelson là một cầu thủ của tập thể này. Mùa giải trước chúng tôi về thứ 5 với hai tiền đạo có thể nói là chân gỗ. Đến mùa giải này, khi xác định cạnh tranh trước vô địch, chúng tôi đã mang Rafelson về. Chúng tôi cần một tiền đạo có thể ghi ít nhất 15 bàn một mùa để đua vô địch. Toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt cho mùa giải. Toàn đội luôn quyết tâm cao, không bỏ cuộc. Là huấn luyện viên, ai cũng mong muốn chức vô địch quốc gia trong sự nghiệp. Đây có thể là dấu ấn cho sự nghiệp của tôi. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Thành Công tiếc nuối vì Hà Tĩnh phải rời sân với hai bàn tay trắng. Đến thời điểm này phải nói tôi rất tiếc. Những sự cố gắng của các cầu thủ không được đền đáp. Sự khác biệt trong trận đấu này đến từ yếu tố của các cầu thủ ngôi sao. Tôi nghĩ câu lạc bộ Nam Định đã đặt một tay vào chức vô địch. Họ có thể dễ dàng giành điểm trước hai đối thủ sắp tới. Trận đấu này tôi cũng đã xác định, cố gắng thi đấu, dù kết quả có thế nào thì cũng phải chuẩn bị ở trận tiếp theo gặp Sông Lam Nghệ An. Tôi tin tưởng các cầu thủ sẽ vượt qua trong giai đoạn khó khăn này. Kịch bản để Nam Định vô địch V-League. Chiến thắng 1-0 trước Hà Tĩnh trên sân nhà ở vòng 24 giúp Nam Định duy trì ưu thế trong cuộc đua vô địch. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Rafelson ở phút 90+5. Sau vòng 24, Nam Định có 47 điểm, hơn đội đứng nhì Bình Định 4 điểm. Việc Hà Nội để thua Bình Định ở trận cùng giờ, cuộc chiến giành ngôi vương giờ chỉ còn là hai đại gia Nam Định và Bình Định. Có vài kịch bản khả năng cao xảy ra trong cuộc đua vô địch. Thứ nhất, chỉ cần giành từ 3 điểm trở lên, Nam Định hơn đối thủ 7 điểm, chắc chắn đầu bảng bất chấp kết quả hai trận cuối của Bình Định. Hai vòng cuối, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chỉ phải gặp đội đá xuống hạng Khánh Hòa và đội đá trụ hạng Thành Công Quảng Nam. Nếu thắng Khánh Hòa, đội bóng Thành Nam sẽ ăn mừng trước vô địch ngay tại sân Thiên Trường. Trường hợp 2, nếu Nam Định có 2 điểm sau hai trận cuối, Bình Định cần phải thắng cả hai trận còn lại. Lúc này hai đội có cùng 49 điểm. Điều lệ V-League 2023-2024 ưu tiên chỉ số đối đầu trực tiếp. Bình Định sẽ đăng quang bởi họ đã toàn thắng cả hai trận trước Nam Định mùa này. Trường hợp 3, nếu Nam Định có 1 điểm trở xuống, Bình Định vẫn phải toàn thắng để giành ngôi vương. Hai vòng cuối, Bình Định gặp Bình Dương và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Thắng cả hai đối thủ này là nhiệm vụ khá khó khăn. Suốt từ đầu mùa, Nam Định liên tục dẫn đầu bảng và chỉ đúng 2 lần tụt xuống vị trí thứ nhì. Sau 24 trận, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho thấy được khả năng tấn công tốt nhất với 52 bàn, nhưng cũng để lộ điểm yếu hàng thủ khi là một trong số những đội bóng thủng lưới nhiều nhất với 36 bàn thua. Nếu không thể vô địch, đây sẽ là tiếc nuối lớn nhất của đội bóng Thành Nam. Trong khi đó, Bình Định mùa này không ngồi nào trên thị trường chuyển nhượng. Họ chật vật ở giai đoạn đầu, nhưng đã có sự bứt phá ở giai đoạn 2. Với mạch toàn thắng 4 trận gần nhất, Bình Định cho thấy phong độ đáng gờm và xứng đáng đe dọa ngôi vương của Nam Định. Tây Ban Nha vượt qua Italia với tỷ số tối thiểu. Với việc cả hai đội đều giành được chiến thắng trong trận khai màn, 3 điểm ở màn so tài giữa Tây Ban Nha và Italia gần như sẽ đảm bảo một suất lọt vào vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, Tây Ban Nha mới là đội thi đấu tốt hơn ngay từ những phút đầu tiên. Bóng chủ yếu lăn trên phần sân của đối phương. Ngay từ phút thứ 10, Nico Williams đã suýt làm tung mảnh lưới của Donnarumma sau pha đánh đầu cận thành. Bước sang phút 25, Fabian Ruiz tung ra cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm địa, nhưng thủ thành Donnarumma đã xuất sắc bay người cản phá. Bên kia chiến tuyến, những chân sút của Italia như Barella, Chiesa hay trung phong Scamacca đều không thể hiện được như kỳ vọng. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa không đều. Sau giờ nghỉ, Tây Ban Nha tiếp tục chiếm thế thượng phong khi kiểm soát bóng vượt trội,
liên tiếp có những tình huống ép sân nguy hiểm và bàn thắng cuối cùng cũng đã tới. Phút 55, Nico dâng cao bên cánh trái và căng ngang, Morata đánh đầu ngược khiến Donnarumma vất vả cản phá. Bóng đập chân hậu vệ Calafiori đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Để thua trước, Italia ngay lập tức vùng lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ của Tây Ban Nha đã thi đấu cực kỳ tập trung và ngăn chặn triệt để những đợt tấn công của đội bóng xứ mì ống. Thời gian cuối trận, La Roja cũng chủ động chơi lùi sâu nhằm bảo toàn tỷ số. Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng trước Italia với cách biệt 1-0, còn đó chính thức giành vé ở vòng knock-out khi có 6 điểm sau 2 trận. Với đội tuyển Italia, họ vẫn đang đứng thứ hai bảng B với 3 điểm, hơn hai đội đứng cuối là Albania và Croatia 2 điểm. Ở lượt trận cuối cùng, Italia chạm trán Croatia, còn Tây Ban Nha gặp Albania. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày 21 tháng 6 của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá và Đời Sống. Bên cạnh đó là thả like và chia sẻ video bản tin ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày thứ 6 vui vẻ.